Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tài chính Singapore Lauren Ong. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Phó Thủ tướng Lauren Ong nhận được tín nhiệm cao, trở thành Phó Thủ tướng thường trực đứng đầu nhóm lãnh đạo thế hệ thứ tư. Mong Phó Thủ tướng Lauren Ong sẽ luôn ủng hộ và thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Singapore trên các lĩnh vực từ chính trị, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân. Thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp để triển khai các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục thực hiện kết nối hai nền kinh tế ở tầm cao mới, hiệu quả và thiết thực hơn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi xanh, năng lượng xanh, đặt ưu tiên hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng Lauren Ong bày tỏ vui mừng được gặp người đứng đầu chính phủ Việt Nam, chúc mừng chuyến thăm Singapore thành công tốt đẹp, khẳng định trên cơ sở mối quan hệ truyền thống và tin cậy cao, với vai trò là lãnh đạo thế hệ lãnh đạo thứ tư, sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Phó Thủ tướng Singapore khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Singapore ở khu vực, chúc mừng Thủ tướng Chính phủ về thành công của chuyến thăm và khẳng định việc hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chủ chốt như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng. Phó Thủ tướng Lauren Ong mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch văn hóa. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần trao đổi tăng cường cơ chế hợp tác giữa hai chính phủ để ra soát và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước. Thưa quý vị, chiều ngày 10 tháng 2, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu thăm chính thức Brunei Darussalam theo lời mời của Quốc vương Sultan Haji Hassanna Bolkiah. Đón đoàn tại sân bay có Thái tử kế vị Brunei Amuta Debila và phu nhân, Bộ trưởng Bộ Phát triển Dato Juanda, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Brunei tại Việt Nam, Đại sứ Trần Văn Khoa cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei phát triển tốt đẹp. Hai nước đã kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả. Việt Nam-Brunei tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, năng lượng, nông nghiệp, hợp tác biển, trao đổi thông tin, tìm kiếm cứu nạn, giao lưu nhân dân. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Đối ngoại và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hội nghị là sự kiện đối ngoại đa phương trọng tâm của Quốc hội nước ta trong năm 2023, tiếp nối thành công của Đại hội đồng IPU 132, Đại hội đồng IPA 41. Hội nghị là cơ hội để tiếp tục thể hiện và quảng bá hình ảnh Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Đối ngoại tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức hội nghị. Nhất trí dự kiến tổ chức hội nghị trong 3 ngày vào tháng 9 năm nay. Cơ bản nhất trí chủ đề của hội nghị về phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở nên tập trung vào vai trò của nghị sĩ trẻ và giới trẻ đối với thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Trọng tâm là các mục tiêu về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái số, phát huy giá trị văn hóa tinh thần, con người. Đây là những vấn đề thời đại được giới trẻ rất quan tâm, đồng thời cũng thể hiện rõ vai trò của Quốc hội Việt Nam, vì vừa qua Quốc hội đã ban hành các luật và hiện đang tiếp tục xem xét, sửa đổi, bổ sung một số luật, nghị quyết liên quan trong lĩnh vực này. Thưa quý vị, nhân dịp ông Olivier Faure được bầu lại là bí thư thứ nhất của Đảng Xã hội Pháp tại đại hội lần thứ 80 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ta đã có điện chúc mừng. Thực hiện phương châm đối ngoại của Đảng ta, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, từ truyền thống đạo lý nhân đạo tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quyết định cử lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam sang tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chiều nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả của vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 quân nhân thuộc đội quân y, Tổng cục Hậu cần, đội cứu sập, binh chủng công binh, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng bộ phận chỉ huy, cán bộ Cục gìn giữ hòa bình, Cục đối ngoại, các phóng viên, biên tập viên.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị 76 thành viên đoàn công tác luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội tin tưởng giao phó. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ, phối hợp với các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại, đồng thời phát huy tốt truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của Quân đội Nhân dân Việt Nam, để tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương trong việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối tượng tinh giản biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước bao gồm những viên chức dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự do cơ cấu lại theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí sắp xếp được việc làm khác, chưa đạt chuẩn trình độ với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, không có vị trí khác phù hợp để bố trí và không thể đào tạo lại, có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Viên chức có 2 năm liên tiếp tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 1 năm được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng tự nguyện tinh giản biên chế. Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua và quyền Chủ tịch nước đã có lệnh công bố ban hành được đánh giá là có nhiều cập nhật phù hợp với thực tiễn, tạo cơ hội hành lang pháp lý phù hợp, mở lối cho việc tự chủ. Luật khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15 gồm 12 chương và 121 điều sẽ giúp các bệnh viện tháo gỡ các vấn đề về tự chủ, như giá khám chữa bệnh được hình thành, bao gồm lợi nhuận và tích lũy, cho phép các bệnh viện được quyết định nguồn thu và toàn quyền tuyển dụng nhân sự. Luật còn tạo hành lang pháp lý, giải quyết vấn đề xã hội hóa, cho phép thanh toán chi phí chữa bệnh từ máy xã hội hóa, được mượn, thuê, cho thuê trang thiết bị để phục vụ khám chữa bệnh, cho phép mua chậm, trả chậm trang thiết bị. Luật khám chữa bệnh sửa đổi còn mở thêm quyền tự chủ cho các bệnh viện trong việc quyết định các nội dung chi, đặc biệt là quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư các dự án, thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Với cơ sở khám chữa bệnh tự chủ được quyết định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh nhưng không vượt quá giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh do Bộ trưởng Y tế quy định. Tại thông tư số 02 vừa ban hành, Bộ Y tế đã bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Bộ Y tế nêu rõ COVID-19 được xem là một loại bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Bộ Y tế hướng dẫn những người làm nghề, công việc thuộc 6 nhóm cơ bản tại thông tư số 02 được chuẩn đoán xác định mắc bệnh COVID-19 do tiếp xúc trong quá trình lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến trước ngày 1 tháng 4 năm 2023 được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 2 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị Hợp tác Quốc tế ngành nông nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả hợp tác giữa ngành nông nghiệp với các tổ chức quốc tế. Năm 2022, dù trải qua nhiều khó khăn thách thức đầy biến động và khó lường, giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp vẫn tăng cao nhất trong những năm gần đây, đạt 3,36%. Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 53,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3% so với năm 2021. Đời sống bà con nông dân không ngừng được cải thiện. Để đạt được những kết quả trên, phải kể đến sự đóng góp, hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của cộng đồng quốc tế. Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp cũng đã và đang tích cực thúc đẩy thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài và viện trợ phát triển chính thức, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và chuyển giao công nghệ giúp ngành nông nghiệp có thể đẩy nhanh quá trình tiếp cận nền khoa học tiên tiến, trình độ lãnh đạo và quản lý kinh tế hiện đại, nhất là trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập trở thành xu thế tất yếu, ngành nông nghiệp Việt Nam đang ngày càng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tận dụng tối đa các nguồn lực để phát triển. Việt Nam đã ký kết FTA với hầu hết các thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản trọng điểm trừ Hoa Kỳ. Đây là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp.
19 giờ ngày 8 tháng 2, tổ công tác của Công an thành phố Đồng Hới đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Hà Công Hải tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, phát hiện đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 99 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số ma túy này từ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn trú tại phường Đồng Hới, thành phố Đồng Hới. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ hơn 12.000 viên ma túy loại hồng phiến, 15 triệu đồng tiền mặt và các đồ vật liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Trong thời gian vừa qua, nhiều hộ dân sống ở thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cảm thấy lo lắng khi đàn khỉ hơn 100 con liên tục xuất hiện. Chúng leo lên nóc nhà phá hoại vườn trái cây, khiến nhiều người dân bất an. Người dân khu vực đồi núi Bé, xã Ninh Ích cho biết, trước đây những con khỉ được người dân nuôi nhốt. Sau khi sổng chuồng, khỉ ra sống hoang dã ngoài tự nhiên, sinh sôi nảy nở, dần dần hình thành một đàn khỉ khoảng 200 con. Trong thời gian gần đây thường xuống nhà dân để tìm thức ăn, lực lượng chức năng đã kiểm tra, đồng thời tuyên truyền cho các hộ dân sống tại khu vực cam kết không săn bắt đàn khỉ. Dù đàn khỉ chưa gây hại cho người dân, tuy nhiên nhiều người lo lắng vì số lượng đàn khỉ ngày một gia tăng và các con khỉ trưởng thành có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Do đó, chính quyền cần sớm có các biện pháp để người dân bớt lo lắng trong thời gian tới. Xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có hơn 200 tàu cá với trị giá đầu tư từ hơn 10 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng phải nằm bờ do không đáp ứng được yêu cầu về chứng chỉ thuyền viên. Bị kẹt giữa quy định và thực tế, nhiều chủ tàu có nguy cơ kiệt quệ nếu tình trạng này tiếp diễn. Theo quy định, các tàu từ 15m đến 24m phải có từ 3 đến 4 người có chứng chỉ thuyền viên theo các chức danh thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, thợ máy. Nhưng thực tế, tại xã Lập Lễ, hầu hết các tàu cá trên 15 mét chỉ bảo đảm chức danh thuyền trưởng của chính chủ tàu. Về bất cập nhất là về vấn đề là bây giờ phải đổ 4 chức danh, nhưng phải 4 nhân công cùng tên thì mới được. Thì cho nên là như cá nhân tôi và gia đình tôi là mỗi một mình thôi, thì không thể thêm được. Nếu hợp đồng với người ta thì phải trả công nhân lương người ta hàng tháng. Cho nên là bây giờ là mình không đáp ứng được. Xem xét lại những thông tư và những quy định về những chỉ đó thì có thể mình như thế nào để mà nó có nghiêm trọng hay không. Còn nếu không mình có thể là tạo điều kiện để cho bà con để đáp ứng được cái mùa vụ để bà con đi khai thác. Chi cục Thủy sản Hải Phòng những năm qua đã tham mưu cho thành phố hỗ trợ ngư dân tham gia lớp bồi dưỡng các chức danh trên tàu cá để các chủ tàu có nhân lực đáp ứng theo quy định. Còn các chủ tàu thì cho rằng tìm được nhân lực đi biển đã khó. Nói gì đến nhân lực có chứng chỉ và người có chứng chỉ cũng chưa chắc đã lao động hiệu quả. Và tôi cũng đề nghị là các cái chủ tàu, thuyền trưởng và cộng đồng bà con ngư dân cũng phối hợp với các cơ quan chức năng và phải có những cái giải pháp, ví dụ như hợp đồng lao động hoặc là đưa ra những cái cam kết cụ thể để lực lượng lao động để gắn bó với bà con để thực hiện tốt trong cái việc mà làm ăn sinh sống của mình. Từ những vướng mắc trên, cơ quan chức năng cần tìm hướng giải quyết, tháo gỡ cho ngư dân, tránh những con tàu tiền tỷ sẽ trở thành phế thải do phải dừng hoạt động trong thời gian dài, duy trì sinh kế, giữ cho nghề đi biển truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm tại Lập Lễ, thành phố Hải Phòng, không rơi vào nguy cơ xóa sổ. Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, tự soi tự sửa không còn là nội dung mới. Tuy nhiên, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, chưa rõ việc. Do đó, một số địa phương đã áp dụng hình thức gợi ý kiểm điểm để cho tập thể cá nhân có liên quan nhìn nhận đúng vấn đề, cần tự xem xét để sửa đổi. Và sau đây là ghi nhận tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đảng bộ xã Kiên Lao, đơn vị được nhận định là còn tính cục bộ trong công tác cán bộ. Mối quan hệ họ hàng, làng xã đã tác động tiêu cực đến việc bố trí, sắp xếp cán bộ. Trong khi đó, bản thân các đồng chí cấp ủy không mạnh dạn đưa vấn đề này ra để bàn bạc, tìm hướng xử lý. Đội ngũ cán bộ xã ấy, hạn chế về mặt quan điểm, tư tưởng. Đấy. Thế thì cái tinh thần trách nhiệm chưa cao, đấy. Còn có hiểu sai, lệch lạc về cái vùng miền. Về cán bộ. Đấy. Thế cho nên là cái việc là bố trí sắp xếp cán bộ thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sang năm 2022, khuyết điểm này đã được trao đổi, thảo luận trong ban chấp hành, ban thường vụ Đảng ủy xã Kiên Lao. Tư tưởng sai lệch được loại bỏ,
mà trước tiên là việc nêu gương của người đứng đầu. Người đứng đầu phải là một là phải gương mẫu và tự gương mẫu mình, tự soi mình để xem mình cũng còn cái gì tồn tại hạn chế. Là việc làm thì để cho người đảng viên người ta nhìn thấy, tự soi lại mình và trong tháng làm những việc gì và mình có biểu hiện vi phạm hay không, cái nhận thức nó tăng lên. Thế và từ đó thì cũng là cái đầu mối để tuyên truyền cho đội sâu rộng ra cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong. Thấy hiện nay là củng cố được đội ngũ cán bộ là cơ bản xong, thế thì đi vào hoạt động có hiệu quả, tức là rất là sát thực với người dân, xuống đến các thôn, bản làng để coi cùng đội ngũ cán bộ thôn để hoạt động rất là hiệu quả. Đặc biệt là hiện nay là cái tinh thần vai trò trách nhiệm cao. Tự soi, tự sửa là việc làm của cá nhân. Đó là việc đấu tranh quyết liệt với cái tôi của bản thân. Soi đúng thì sẽ sáng hơn, sửa đúng thì sẽ đẹp hơn. Tự soi, tự sửa khó nhưng không phải không làm được. Tăng cường đăng ký các cái việc làm theo Bác, đặc biệt là giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ quan đơn vị. Đối với những tập thể, những cá nhân có những cái biểu hiện hoặc là có những cái kết quả thực hiện không đáp ứng yêu cầu thì có văn bản để yêu cầu kiểm điểm sâu và tìm ra các cái giải pháp để khắc phục trong cái thời gian tiếp theo để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ. Dám nhìn thẳng vào những yếu kém, khuyết điểm rồi ra sức sửa chữa, gột rửa những yếu kém, khuyết điểm đó thì sẽ giữ cho đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh.